đưa về nhà đi, để tạm thời để cái khi mà cảm thấy mà không có thể là để lại lâu được á, thì mình có thể đưa về đi để xử lý. Mời bà con người ủng hộ một ít để mà giải cứu, không đi là hứa hàng chị cũng bán khoảng 5.000 suất ăn cỡ ở trong cũng bán hết. Nhưng mà dư tình hình dịch bệnh đi mà dư họ không cho vào công hàng để phục vụ công nhân ở đó nữa thì đi là không biết phải cho mua cho công nhân ăn cả. Đã về đến chúng ta ở bên chỗ bàn chỗ bên chỗ đầu mối.